Rồi, em lại lên với anh chị em một sản phẩm nữa, một con Spring 2021 anh chị em nhé. Màu vàng đen sport, đèn led 2 tầng, trước sau thắng ABS và động cơ IZ rất là mới luôn anh chị em. Đó, một tông màu vàng đen khá là đẹp luôn. Và này là sản xuất và đăng ký cuối 2021 và giá bán cực kỳ hợp lý cho anh chị em, chỉ có 64.500. 64.500. Trong khi đó xe mới hôm nay là 93 triệu anh chị em nhé. Bán là bao hỗ trợ anh chị em. Quý cô chú anh chị em mà quan tâm muốn liên hệ thì số điện thoại ở phần mô tả. Và đến với Tuấn Cương thì có rất nhiều sự lựa chọn cho quý cô chú anh chị em. Đó, bye bye và hẹn gặp quý cô chú anh. Rồi, em Tuấn Cương lại quay trở lại trước mắt anh chị em là hai sản phẩm Vespa sản xuất và đăng ký 2022 anh chị em. Con này là 125, con này là 150. Đó, và hai bản này đều là bản màu xám xi măng rất là hot hiện nay nhá. Và giá nhanh gọn cho anh chị em. Con 125 này là chỉ có 68.500 này. Đó. Còn đây con này là 125 là 69.500 này. Con này là mới đi được có 2000 cây này, mới tinh này. Còn con này là 150. Đấy, thì là 78.500. Đấy. Và anh chị em mà quan tâm thì liên hệ cho Tuấn Cương để sở hữu một trong hai con 150 và 125 nhé. Và hẹn gặp quý cô chú anh chị em tại cửa hàng. Bye bye. Rồi, Tuấn Cương lại quay trở lại với quý cô chú anh chị với một video và sẽ báo giá cho quý cô chú anh chị một số sản phẩm về trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên Tuấn Cương xin gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng đang theo dõi buổi live của Tuấn Cương đang được phát trên kênh YouTube, Zalo, Facebook, Fanpage và đặc biệt trên tất cả các cái bài đăng trang mạng của Tuấn Cương đều phát live truyền hình trực tiếp cho quý cô chú anh chị tham khảo. Và trong cái buổi live ngày hôm nay thì Tuấn Cương sẽ báo giá một số xe mới về trong ngày hôm nay nhé. Bây giờ Tuấn Cương mời quý cô chú anh chị lướt qua một vòng những cái màu, những cái xe ở bên Tuấn Cương và anh chị em quan tâm bất cứ loại nào thì để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ với Tuấn Cương Zalo, Messenger ở phần mô tả đây. Anh chị em có thể thấy là trong đây là rất là nhiều các cái màu sắc này, rồi các cái đời, các cái tầm tiền. Đó, bắt đầu là từ trong này và cho tới tất cả những cái dòng xe mà Tuấn Cương đã mua về đây á, là đều có những cái video clip đã báo giá cho anh chị em tại cái kênh YouTube và các cái bài đăng rồi. Chính vì thế quý cô chú anh chị em mà quan tâm loại nào thì cứ comment bên dưới cho Tuấn Cương nhé. Và không đợi mất thời gian nữa thì anh chị em có thể thấy đây là một cặp xe Vespa Spring. Bên tay bên trái này là một chiếc 150 sản xuất và đăng ký 2022, đi được 3.000 mấy cây. Còn bên tay phải là một chiếc 125 sản xuất đăng ký cũng cuối 2022, xe rất là mới luôn, đi có 2.000 km anh chị em. Và báo giá cho anh chị em hai sản phẩm này, 125 là 69.500, 150 thì mắc hơn 10 triệu. Đó, anh chị em có thể lựa chọn. Và hai cái xe này đều bảo hành cho anh chị em theo đúng chế độ nhà máy. Đó, đúng chế độ nhà máy luôn. Và được bảo hành tới 2 năm nữa anh chị em nhé, về động cơ. Còn bây giờ Tuấn Cương sẽ đi chi tiết là con đầu tiên. Đấy, con này là 150, màu xám xi măng, sản xuất và đăng ký 2022, còn nguyên cái tem của nhà máy luôn này. Đó, bản này là bản 150 anh chị em nhé, thắng ABS động cơ IZ rồi. Và biển số thành phố cũng rất là dễ nhìn. Đấy, anh chị em mua mà muốn sang tên đổi chủ là Tuấn Cương cũng có dịch vụ hỗ trợ anh chị em từ A tới Z luôn. Và bên đây là chiếc 150. Đây anh chị em, rất là mới. Và đặc biệt chiếc xe này được chủ xe trang bị thêm một số đồ chơi. Gương kiến gù nha anh chị em. Đây, đây là một cặp kiến gù này, một cặp bao tay này. Và đặc biệt một cặp tay thắng của hãng Vespa rất là đẹp luôn. Đấy, cái cặp này là rất là mắc luôn nhé. Thì những cái đồ chơi phụ kiện này theo xe ấy, thì vẫn còn. Nếu mà anh chị em mà không thích những cái đồ này ấy, thì Tuấn Cương lắp đồ zin cho anh chị em. Đấy, và xe thì đi được 2.000 km, còn bảo hành ở trong hãng, với một tông màu xám xi măng kết hợp với cả viền đen. Đó, bản này là bản cao cấp nhất hiện nay rồi quý cô chú anh chị nhé. Đó, và giá thì chỉ có 69.500 thôi. Một chiếc xe đi 2.000 km 69.500. Với mức giá này là rẻ hơn xe mới cả rất là nhiều rồi. Xe mới hôm nay màu này và được lên đồ chơi như này nữa là đảm bảo với anh chị em là phải tới 95 triệu. Đó, những cái đồ chơi này ở trong hãng rất là mắc luôn nhé, toàn đồ ở hãng hết. Và chiếc xe này thì chỉ có 69.500 thôi.
là anh chị em đã sở hữu được. Tất cả những chiếc xe mà Tuấn Cương báo giá cho anh chị em đây, đó là đều có hỗ trợ anh chị em ship xe này, góp qua thẻ ngân hàng này, rồi thẻ tín dụng này, và hỗ trợ anh chị em sang tên đổi chủ rút gốc toàn quốc. Đó, đó là những cái mà Tuấn Cương gửi tới anh chị em với những cái sản phẩm. Tất cả bên Tuấn Cương không những gì là hai xe này, và xe nào là cũng thế hết và đều có bảo hành như nhau. Rồi, con này thì để mai Tuấn Cương mang đi giảm tốc một tí rồi mới lên sóng được, nó hơi bị trước một tí. Con này là 2017, tháng ABS, giá rẻ lắm, có hơn 50 triệu thôi. Và trước mắt anh chị em là một con 125 màu vàng đen Sport. Đó, rất là đẹp luôn anh chị em nhé. Thì con này là sản xuất và đăng ký cuối năm 2021 với mức giá cũng cực kỳ ưu đãi cho anh chị em. Đó, anh chị em nào muốn mua công chứng ủy quyền 10 năm, công chứng mua bán sang tên, rút hồ sơ tất cả các vùng miền trên toàn quốc với giá chỉ có 50 sợ. Đó, con này là 2021 thì Tuấn Cương bán chỉ với giá là 64.500 thôi nhé. 64.500 là chênh nhau với xe mới là được 30 triệu. Thì anh chị em mà quan tâm thì cứ để lại, tất cả phụ kiện theo xe là đầy đủ hết và đã công chứng về bên Tuấn Cương hết rồi. Tuấn Cương mua bán hoặc là rút hồ sơ hay là sang tên cho anh chị em là rất nhanh gọn lẹ. Bây giờ là bắt đầu cái giấy tờ của bên công an họ cũng đã bắt đầu vào làn, và cũng đã cái hệ thống cũng đã kích hoạt lên và cũng đã làm được rất nhiều cho khách hàng trong cái thời gian vừa rồi rồi. Chính vì thế quý cô chú anh chị em mà mua bên Tuấn Cương mà có nhu cầu làm bất cứ một cái dịch vụ gì là Tuấn Cương sẽ hỗ trợ hết nhá. Rồi, để quay trở lại thì với 4 gian hàng của Tuấn Cương, đó, 4 gian hàng luôn, anh chị em có thể lựa chọn tất cả các màu, các đời, các mẫu, các loại luôn. Đấy, còn về Medley này, Super GT là một gian riêng, con gian bên đây là Super GT này. Đấy, rồi Medley, rồi GTV, rồi có cả những cái dòng xe yên rời mới về này, thì con này là Tuấn Cương, mai Tuấn Cương cho spa lên tí rồi Tuấn Cương sẽ báo giá cho anh chị em nhé. Rồi, và đến đây thì Tuấn Cương sẽ kết thúc cái buổi live hôm nay tại đây, buổi chiều. Chúc quý cô chú anh chị em có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè. Và nhớ ủng hộ Tuấn Cương, like, share, đăng ký kênh để mỗi khi mà Tuấn Cương có sản phẩm mới về thì Tuấn Cương sẽ phát cho anh chị em, báo giá cho anh chị em. Đấy là tất cả các kênh luôn, YouTube, Facebook, Fanpage, TikTok đều là live trên một hệ thống của Tuấn Cương. Rồi, đến đây Tuấn Cương xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em. Cảm ơn tất cả sự chú ý theo dõi của quý cô chú anh chị em trên các cái trang của Tuấn Cương. Bye bye.